Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi ạ. Đang ở cái tháng 7, tháng này là cái tháng combo cả Covid lẫn cô hồn đấy ạ. What the hell? Vâng, thưa với quý vị và các bạn, theo dân gian ngày xưa truyền lại thì là cái tháng 7 là cái tháng cô hồn. Mà chỉ trong trước rằm tháng 7 thì là người dân sẽ tổ chức làm lễ cúng để tiễn cô hồn đi. Cô hồn cô biết cô đơn à, trong ba cô ấy sợ hơn cô nào rồi. Cho nên bây giờ là qua rằm rồi, cũng đã gần như là hết cô hồn rồi. Cô hồn thì cũng đã gần hết rồi, nhưng mà Covid thì vẫn đang diễn ra rất là phức tạp. Cho nên là cái việc mua bán xe ô tô thì chúng tôi vẫn phải làm việc bình thường thôi. Tại vì là càng về dịch, càng về Covid nhiều thì chúng ta càng phải cần bảo vệ sức khỏe của mình, bảo vệ sức khỏe cho gia đình của mình bằng cách là mua xe ô tô đi để tránh đi những cái phương tiện công cộng, tránh đi taxi. Vì đấy cũng là một cái nơi mà lây truyền bệnh rất là cao ạ. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe sedan ở phân khúc hạng C. Đó chính là chiếc xe Mazda 3. Chiếc xe này là chiếc xe Mazda 3 được sản xuất năm 2017, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã chạy được hơn 5 vạn km rồi. Và cái xe này chúng tôi cam kết là chạy chuẩn hơn 5 vạn km, có lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng đầy đủ ạ. Sau đây thì chúng tôi sẽ mời quý vị và các bạn tìm hiểu về chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2017 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Vâng, thưa với quý vị và các bạn, đây chính là chiếc xe Mazda 3 2017 mà chúng tôi đang muốn giới thiệu với quý vị và các bạn đây ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2017, đã đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và đã chạy được 5.4 km rồi. Chính xác là 5.4 km và cái đồng hồ này chúng tôi cam kết là còn nguyên, tất cả là còn nguyên hết ạ. Đồng hồ còn nguyên và đồng hồ chuẩn đấy ạ. Có lịch sử sửa chữa bảo hành bảo dưỡng tại hãng Mazda đầy đủ ạ. Tôi sẽ cho quý vị và các bạn xem về cái quyển bảo hành có lịch trình bảo dưỡng đầy đủ ạ. Cho nên là quý vị và các bạn có thể yên tâm về cái đồng hồ của chiếc xe này là đồng hồ chuẩn ạ. Chúng tôi không có tua đâu, cái đấy là chúng tôi cam kết ạ. Thưa với quý vị và các bạn, sau những năm tháng thì Mazda cũng đã không ngừng cải tiến thay đổi các thiết kế mẫu mã về bên ngoài và cũng như là đưa đến các cái phần công nghệ cũng như là cái tiện ích về cái phần option để giúp cho chiếc Mazda 3 này lấy được lòng của rất nhiều khách hàng, đặc biệt là khách hàng ở cái giới trẻ. Phần lớn là giới trẻ là rất thích đi những cái dòng xe Mazda và dòng sedan này đấy ạ. Và tôi đang quay cho quý vị và các bạn xem đây về cái phần ngoại thất thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi ạ. Tất cả nó còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Nước sơn thì rất là bóng đấy ạ. Tôi quay ở cái góc nghiêng cho quý vị và các bạn cùng xem đây thì quý vị và các bạn cũng thấy được là nó còn đẹp như thế nào đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp vì chiếc xe này chạy có 5.4 km thôi. Chủ xe đi cực kỳ giữ gìn nên còn rất là mới ạ. Đây là cái phần đầu, phần bao đời sốc trước của xe. Quý vị các bạn xem thì cũng đã biết rồi đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Tất cả còn rất mới, rất đẹp vì chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Cặp đèn pha cũng còn rất là đẹp ạ. Pha cũng đã được trang bị bi xenon và tất cả còn rất là mới, rất là đẹp, chưa có bị xước sát, chưa có bị nứt vỡ gì cả. Tất cả còn rất là đẹp cả hai bên đây ạ. Bên dưới cặp đèn pha này thì là cặp đèn gầm và đèn xi nhan. Khác với những các mẫu xe khác thì đèn xi nhan sẽ được thiết kế rời không liền cùng cụm đèn pha mà nó lại nằm ở trên cái đèn gầm như thế này. Đây, thưa với quý vị và các bạn, tất cả nó cũng còn nguyên bản hết đấy ạ. Và còn rất là đẹp. Và cũng khác với tất cả các chiếc xe Mazda 3 khác mà chính là chủ xe cũng đã độ lên cái phần cảm biến trước đây ạ. Cảm biến trước sau chủ xe cũng đã độ hết đây rồi. Cho nên là đi ở đường Hà Nội hay là lùi vào những cái chỗ đỗ vào những cái chỗ đường chật thì quý vị và các bạn rất là yên tâm vì đã có cảm biến hết rồi, cảm biến quanh xe rồi, đằng sau cũng có. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp lên chiếc gương chiếu hậu này rồi. Và gương chiếu hậu là gương gập điện. Chủ xe cũng đã lắp thêm cái phần gương cầu lồi
để giúp đỗ xe nhìn rõ về cái phần lốp xe phía sau. Xe được trang bị khóa thông minh, bấm cánh cửa, bấm mở cửa tại cánh cửa luôn ạ. Đây là cái bên phụ cũng được bấm, bên phụ và bên lái đều được bấm mở cửa đấy ạ. Và chủ xe đã ốp lên cái phần này vừa là để chống xước, vừa là để trang trí nhìn rất là đẹp mắt ạ. Dàn lốp thì còn rất là đẹp đấy ạ. Dàn lốp còn rất là đẹp, rất là dày đấy ạ. Lốp Briton rất là dày. La răng cũng còn chưa có xước sát gì cả. Rất là đẹp. Đây là cái phần ba đờ sốc sau của xe. Tất cả cũng còn nguyên bản và còn rất là đẹp đấy ạ. Chưa có xước sát, chưa có va chạm gì đâu ạ. Đây là cái cặp đèn hậu của xe Mazda. Cái trang trí cái cặp đèn hậu này rất là điệu đà và được tích hợp tất cả lên cái cụm đèn này, đó chính là đèn hậu này, đèn phanh này, đèn xi nhan đều được tích hợp hết lên cái cụm này. Đây chính là cái đèn lùi đấy ạ. Đây là xi nhan đèn lùi. Về nguyên bản của chiếc xe này thì chưa có cảm biến lùi, nhưng chủ xe cũng đã lắp thêm lên cảm biến lùi này, cảm biến lùi đằng sau đây ạ. Cảm biến lùi và cảm biến trước, tức là bốn bánh đều có bốn hướng đều có cảm biến hết rồi, cho nên đi rất là an toàn. Đây là cái phần camera của xe. Xe cũng đã được trang bị camera nguyên bản rồi đấy, và camera này theo xe cho nên rất là nét. Nhìn về mặt tổng thể bên ngoại thất thì chiếc xe này còn khá là đẹp đấy ạ. Chúng tôi đánh giá chiếc xe này còn đến hơn 90% đấy ạ. Xước sát cũng không có mấy đâu ạ, xước sát rất là ít. Thưa quý vị và các bạn, nhìn qua từng các góc nghiêng, góc chéo thì chúng ta mới thấy được là chiếc xe này, cái nền của nó còn rất là đẹp ạ. Vì là chưa có đâm đụng hay va chạm gì cả, chỉ có xước sát mà chúng ta sơn lại thì là cái nền của nó còn rất là căng, rất là đẹp đấy ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem từng các góc một để quý vị và các bạn thấy được là tất cả nó còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Vì là chiếc xe này chủ xe mới chạy có 54,000 km thôi, tất cả còn rất là đẹp và nước sơn thì còn rất là bóng ạ. Tôi sẽ quay lại một lần nữa tổng thể về cái phần ngoại thất cho quý vị và các bạn cùng xem, để như quý vị và các bạn đang có nhu cầu quan tâm đến chiếc xe Mazda 3/2017 này thì quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng của nó còn được bao nhiêu phần trăm nữa đấy ạ. Để cho chi tiết hơn, để cho khách quan hơn thì tôi mời quý vị và các bạn theo dõi camera của tôi để được xem chi tiết về chiếc xe Mazda 3/2017 này. Và nếu như quý vị và các bạn nào đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp thì mời quý vị và các bạn hãy qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mazda 3/2017 này đấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa, tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị về cái phần nội thất của chiếc xe. Bước vào cái khoang nội thất thì cũng như các chiếc xe khác thì hoặc là chúng tôi đi mua xe, chúng tôi cũng xem về cái cánh cửa lái đầu tiên ạ, cánh cửa mà sử dụng nhiều nhất đấy ạ. Tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem đây ạ. Keo chỉ thì còn nguyên bản rồi, táp lô thì còn rất là đẹp, tất cả về cái táp lô này còn rất là mới đấy ạ. Và đây là cái cụm điều chỉnh gương kính chỉnh điện đấy ạ. Và đây là cái phần nó bụi bẩn đấy quý vị các bạn nhé, chưa dọn rửa, chưa có dọn dẹp gì cả cho nên nó bẩn, nó bụi đây. Chứ còn nếu mà đánh rửa sạch sẽ đi thì nó còn rất là mới, rất là đẹp đấy ạ. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp. Đấy, thì chủ xe đi cũng ít mà lại giữ gìn cẩn thận nữa cho nên là nó còn rất là mới. Và đặc biệt là chủ xe đã độ lên cái gương này, gương gập điện này là tự động ạ. Chỉ cần mở cửa là gương nó sẽ mở ra và đóng cửa là gương nó cụp lại. Đây là cái phần này là phải độ thêm chứ nguyên bản của nhà sản xuất là không có đâu ạ. Và đây là cái phần bậc cửa của chiếc xe, chủ xe đã lắp thêm cái phần ốp inox này để bảo vệ cho cái bậc cửa tránh bước lên nó xước sát ở đây. Tất cả là còn nếu như bóc cái lớp bọc này ra thì nó còn rất là mới ạ. Tất cả còn rất là mới, chủ xe rất là cẩn thận. Đây là cái giấy mà cái phiếu mà nhắc bảo dưỡng đấy ạ.
Chủ xe vừa mới bảo dưỡng ở mức 5 vạn km và bây giờ là đang lịch hẹn là 5 vạn rưỡi đấy ạ. 5 vạn rưỡi hoặc là tháng 10 năm 2020 này thì phải quay đem ra để bảo dưỡng ạ. Và đây là cái quyển sổ bảo hành. Tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn cùng xem về cái quyển sổ bảo hành này để thấy chủ xe cẩn thận và bảo hành bảo dưỡng đầy đủ như thế nào ạ. Đây là cái phần phiếu bảo hành của cái ắc quy mà chủ xe đã thay vào ngày 21 tháng 9 năm 2018 đấy ạ. Số cái phiếu bảo hành của chiếc ắc quy cũng được thay tại hãng Mazda Nguyễn Trãi đấy ạ. Đấy, chủ xe rất là cẩn thận, bảo hành, bảo dưỡng đầy đủ tại hãng luôn. Cho nên quý vị và các bạn có thể yên tâm ạ. Đây là cái thông tin về chủ xe. Đây là cái trang thông tin về chủ xe và là cái ngày mà chủ xe mua đây ạ. Đây là cái ngày chủ xe mua là 2017 đấy ạ. Tháng 4 năm 2017 thì chủ xe đã nhận chiếc xe này. Đấy. Và sau những 5 tháng sử dụng thì chủ xe đã bảo hành, bảo dưỡng cụ thể như sau. Rất là chi tiết ạ. Chủ xe bảo hành tại hãng lên, cho quý vị và các bạn có thể check tại hãng luôn ạ. Đây, chủ xe nhận vào tháng 4 năm 2017. Và đến tháng 5 năm 2017 này thì chủ xe đã thay dầu bảo dưỡng 1.000 rồi 5.000. Đấy. Đấy, cho đến tất cả đến bây giờ là 5 vạn 4 rồi. Cụ thể là 5 vạn 4 rồi, đang chuẩn bị đến lần bảo dưỡng, thay dầu bảo dưỡng tiếp theo rồi. Đấy, quý vị và các bạn có thể rất yên tâm với chiếc xe này ạ. Chủ xe làm tất cả tại hãng luôn ạ. Và đây là cái táp bi cửa phía sau bên lái, tất cả cũng còn nguyên bản và còn rất là đẹp, rất là mới đấy ạ. Chủ xe đi rất là giữ gìn cho nên là nó còn rất là mới, chưa có xước sát gì cả, tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Đây là cái phần nội thất ở phía sau, tất cả cũng còn nguyên bản hết. Vì cái hàng ghế ngồi ở phía sau này thì thường là rất ít người ngồi, cho nên là cái má ghế này, má ghế nó còn rất là mới, rất là căng đấy ạ. Và da là da xịn rồi, rất là đẹp ạ. Chủ xe đi cũng không nhiều lắm đâu. Và cái phần đằng sau này thì không có người ngồi. Xe cũng đã được trang bị cửa nóc rồi. Nếu như hôm nào mà đẹp trời, chúng ta có thể mở cái này ra để lấy ánh sáng hoặc là ngắm nhìn trời xanh, rất là đẹp ạ. Và đây là chiếc cốp sau. Tôi lại quay chi tiết hơn cho quý vị các bạn cùng xem, vì là chiếc xe mà nó có đâm thì rất hay bị đâm đầu và đâm đuôi. Tôi quay chi tiết hơn về cái phần đầu và đuôi cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Đây là cái phần nắp cốp sau, keo chỉ tất cả là còn nguyên bản hết đấy ạ. Keo chỉ còn nguyên và chưa mất một phân keo chỉ nào cả. Cho nên là quý vị các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này ạ. Tất cả không có đâm đụng, không tai nạn gì cả. Và chủ xe đi thì cũng rất là ít để đồ, cho nên là còn rất là mới ạ. Những cái thảm, đây là cái bộ thảm lót chân mà chủ xe để lại, cái thảm nguyên bản của xe đấy ạ. Chủ xe không dùng đến và để đây ạ. Và mua thêm cái lót cốp nhựa này, cho nên là cái phần thảm nỉ ở dưới rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Đấy, quý vị các bạn thấy được độ cẩn thận của chủ xe như thế nào rồi đấy ạ. Đây là cái lót chân nguyên bản của xe đấy ạ. Chủ xe đi rất là cẩn thận. Và đây là cái phần lớp sơ cua. Lớp sơ cua tất cả cũng còn nguyên và còn rất là mới ạ, chưa sử dụng đến ạ. Đấy, quý vị các bạn có thể yên tâm về chất lượng của chiếc xe Mazda 3 2017 này rồi. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Và đây là chiếc táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Tất cả cũng còn rất là mới. Chiếc xe này rất là mới và rất là đều xe, thì ốc bản lề đấy ạ. Ốc bản lề rồi gioăng, keo chỉ các thứ còn nguyên bản hết ạ. Vì nếu như có sự đâm đụng hay va chạm thì là không còn nguyên bản nữa đâu, phải tháo ra để xử lý. Mà chiếc xe này còn nguyên bản như thế này, điều này là chứng tỏ là chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Rất là đẹp ạ, tất cả còn rất là nguyên bản ạ. Đây là chiếc táp bi cửa trước bên phụ ạ. Cũng giống như ba cái cánh cửa kia thôi, tất cả là còn nguyên bản hết, keo chỉ còn nguyên bản ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả và còn rất là mới, chưa có xước sát gì cả luôn. Tất cả còn rất là đẹp, đây là tem của nhà sản xuất đấy ạ. Chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam mình. Đấy, đây là cái ốp bậc cửa cũng đã được ốp inox. Rất là chắc chắn, rất là khỏe và rất là đẹp ạ. Bảo vệ chống xước cái bậc cửa này ạ. Và đây là cái bộ thảm mà chủ xe mua thêm và cũng mua thêm tại hãng ạ. Cái bộ thảm này thì nếu như đi rửa xe thì người ta sẽ giặt cho mình luôn và nó sẽ khô ngay. Đi nó rất sạch sẽ, nó không có mùi hôi. Còn cái bộ thảm nguyên bản thì chủ xe lại cất ở đằng sau đấy. Nếu như ai mà đi mua bây giờ mà giữ gìn được sạch sẽ, không để ẩm ướt thì dùng cái đấy là rất là đẹp ạ, rất là thích ạ.
tất cả về cái phần nội thất đây. Ghế bên phụ thì lại cũng ngồi ít và còn rất là đẹp ạ. Ghế phụ, ghế lái, tất cả còn rất là đẹp. Nội thất thì được cung cấp là ghế da nguyên bản rồi. Tất cả là nguyên bản hết cho nên nó còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Chủ xe đi lại giữ gìn nó mới được đẹp như thế này đấy. Đây là cái phần cửa nóc mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị các bạn đây ạ. Bầu trời hôm nay thì rất là trong xanh cho nên là tôi sẽ mở thử cho quý vị các bạn cùng xem. Cửa nóc auto ạ, chỉ cần chạm cái là mở về đằng sau rồi. Và chúng ta có thể đóng lại nếu như chúng ta không cần thiết để lấy không khí bên ngoài. Chúng ta có thể lấy ánh sáng thôi thì chúng ta chỉ cần mở cái tấm nắp ở dưới ra thôi. Không cần phải mở đến cái cửa kính bên trên. Cửa kính bên trên này là sử dụng trong cái trường hợp chúng ta mà đi ra cái vùng biển, môi trường nó thoáng mát, sạch sẽ thì chúng ta có thể lấy không khí bên ngoài. Còn không ta chỉ cần lấy ánh sáng như này thôi. Đấy, tất cả còn rất là đẹp ạ. Và đây là cái phần tablo của xe. Tất cả cũng còn rất là mới. Ở giữa thì Mazda cũng đã trang bị cho chiếc Mazda 3 này là một cái màn hình trung tâm giải trí đa phương tiện tích hợp mấy cái đầu DVD này. Đây, bên dưới là đầu DVD thì sẽ tích hợp lên đây và có cả camera lùi, rồi định vị, dẫn đường. Nói chung là đây là cái màn hình giải trí thông tin đa phương tiện mà Mazda cũng đã trang bị cho chiếc xe Mazda 3 này ạ. Đấy, đầy đủ các option rồi cho nên là quý vị và các bạn có thể rất là yên tâm. Và đây chính là cái đồng hồ của chiếc xe, tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn cùng xem ạ. Chiếc xe chạy chính xác của chiếc xe này là 54 km rồi. Đấy, thưa quý vị và các bạn. Và cái đồng hồ này chúng tôi cam kết là còn nguyên bản ấy. Và vô lăng đây ạ, tôi cho quý vị và các bạn cùng xem. Nó hơi bẩn một chút ạ, vì là chưa có dọn dẹp gì chứ bên trong này nó hơi bẩn thôi. Chứ tất cả về cái phần vô lăng này là còn nguyên bản ạ. Nếu như chạy nhiều rồi thì cái vô lăng nó rất là bóng, rất là xước sát, có thể còn hỏng cả cái vô lăng này cơ. Nhưng mà đây là cái vô lăng này nó chạy 54 cho nên còn nguyên hết. Và vô lăng đã được tích hợp các phím điều khiển âm thanh ở trên vô lăng đây ạ. Và sang số thể thao trên vô lăng cũng đã được tích hợp lên chiếc vô lăng này rồi. Đấy, quý vị và các bạn thấy Mazda cũng đã trang bị đầy đủ option rồi. Điều hòa tự động, điều hòa tự động rồi. Đấy, cần số còn rất là đẹp, tay phanh còn rất là đẹp. Nếu như mà sử dụng nhiều rồi nó sẽ xước ạ. Đây là đèn nổ đây, start top đấy. Khóa thông minh thì sẽ có đèn nổ start top. Tất cả còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Chủ xe thì đi lại giữ gìn nữa. Và đặc biệt là cái cụm điều khiển mà Mazda trang bị cho chiếc Mazda 3 này. Ở phân khúc Mazda thì hay trang bị cái cụm điều khiển ở dưới này, rất là thuận tiện ạ. Chắc chắn quý vị và các bạn đang thắc mắc là chiếc xe này ngoại thất nó đẹp như thế và nội thất nó đẹp như thế thì không biết động cơ nó như thế nào. Thì ngay sau đây thì tôi sẽ quay giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái động cơ của chiếc xe Mazda này. Mazda cũng đã trang bị cho Mazda 3 này là một cái khối động cơ xăng và là động cơ 1.5 lít. Động cơ của Mazda này thì quý vị các bạn cũng đã biết được, nói ra thì quý vị các bạn có thể không tin. Như động cơ xăng này cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, tính trung bình chỉ có 6 lít thôi ạ. Nếu chạy đường trường thì chỉ có hơn 4 lít thôi. Và đường nội đô thì khoảng 8 lít. Chứ tính trung bình chỉ có 6 lít xăng trên 100 km thôi ạ. Và đây là cái ốc chân máy, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái bộ ốc chân máy đấy ạ. Nguyên bản thì điều này là chứng tỏ là chiếc xe này là chưa có bị hạ máy. Tất cả máy móc còn nguyên bản đây ạ. Tất cả cái ốc mặt máy đây, tôi mở cái nắp ra cho quý vị các bạn cùng xem. Để quý vị và các bạn có thể thấy được là cái khối động cơ này nó có còn nguyên bản hay không ạ. Tất cả còn nguyên bản và nó còn rất là mới ạ. Duy nhất cái khoang động cơ này chỉ có chiếc ắc quy là chủ xe mới thay từ năm 2018 thôi. Ắc quy nó là cái phần khấu hao, sau khoảng 2 năm sử dụng thì có thể ắc quy đã phải thay rồi. Đấy, và đây là cái khối động cơ, tất cả là còn nguyên bản hết. Thưa với quý vị và các bạn, một chiếc ô tô có thể chạy được 30 đến 40 vạn km mà máy móc không vấn đề gì, với điều kiện là phải bảo dưỡng đầy đủ và không đâm đụng, không ngập nước, tất cả máy móc là không có sự cố gì cả thì nó mới được bền được như vậy. Cho nên là chiếc xe chạy 5.4 vạn thì máy như mới, không có vấn đề gì cả. Và chủ xe thường xuyên là chạy trong nội đô thôi chứ chưa chạy xa, chưa chạy đường dài cho nên cái máy của nó rất sáng. Nếu những chiếc xe nào mà hay chạy ở đường dài, chạy xa, tức là nó ở cái nhiệt độ luôn, ở cái nhiệt độ cao và lâu thì cái máy nó rất là xỉn, rất là đen. Đấy, kinh nghiệm để đi mua xe đi quý vị các bạn ạ. Để tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị các bạn xem từ cái ốc 1, từ cái ốc giảm sóc cho đến tất cả các ốc xương đầu.
tôi quay chi tiết cho quý vị các bạn cùng xem đây, để quý vị các bạn có thể thấy được là chiếc xe này nó còn nguyên bản, tất cả còn nguyên bản, không bị đâm đụng hay là không bị ngập nước gì cả. Chúng tôi có thể cam kết với quý vị và các bạn bằng văn bản về chiếc xe này, không tai nạn này, không ngập nước này, máy móc nguyên bản. Đấy, chúng tôi có thể cam kết bằng văn bản cho quý vị các bạn cùng xem ạ. Để quý vị và các bạn mua chiếc xe này thì quý vị và các bạn có thể yên tâm để sử dụng ạ. Tất cả nó còn nguyên bản hết ở cái khối động cơ này ạ. Đấy, tất cả máy nó còn sáng như thế này, đẹp như thế này, có khác nào cái xe mới đâu ạ. Đây là cái ốc giảm sóc đấy, ốc giảm sóc cũng còn nguyên bản hết cơ. Chiếc xe này còn nguyên bản hết cái ốc xương đầu, tất cả ốc xương đầu này còn chưa mở ra một lần nào, chưa có dấu vết gì cả. Tất cả còn rất là đẹp ạ. Và đây là cái ốc cabo, tất cả về cái ốc cabo này, tôi quay chi tiết này. Ốc cabo này, keo chỉ này, keo chỉ trên cái cabo này, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Đấy, quý vị các bạn xem thì nếu ốc cabo mà còn nguyên bản này thì là điều này chứng tỏ là cái cabo này chưa bị tháo ra. Mà chưa bị tháo ra thì là tất cả nó còn nguyên bản hết, chưa bị có đâm đụng hay va chạm gì cả. Cho nên quý vị và các bạn có thể yên tâm tuyệt đối về chiếc xe này. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe này thì tôi mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy share clip và hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. À quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.